Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học Spring Boot. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trang chủ của Eclipse để download package. Chúng ta sẽ download bản for Java Developer. Download chúng ta sẽ download bản package này thì chúng ta sẽ không cần cài đặt, chỉ cần download về và giải nén ra là được. Như vậy đã download về xong, tôi sẽ mở thư mục. Chúng ta sẽ giải nén và để vào thư mục chúng ta tùy chọn. Ở đây thì tôi sẽ để vào ổ D program file. Chúng ta sẽ copy đường dẫn và paste vào đây. Ok, chúng ta sẽ đợi một lúc để quá trình giải nén thành công. Sau khi giải nén, chúng ta sẽ mở Eclipse lên. Trong khi chờ đợi Eclipse được mở lên thì chúng ta sẽ vào Google và gõ Start Spring. Yo. Vào trang này. Trên đoạn Maven Java 21 và chọn package ra. Ở đây dependency chúng ta sẽ chọn Spring Web và chúng ta sẽ xem lại thư mục sau khi được gen trong POM thư viện các phần code, và chúng ta sẽ đổi tên ở đây là com.quá nhanh, artifact và name chúng ta sẽ đặt là movie management. Chúng ta sẽ làm một website để quản lý về các bộ phim, gần giống Rotten Tomato đấy. Description thì chúng ta sẽ viết tùy thích thôi. Ở đây tôi sẽ viết là Management Website for Movie. Sau khi xong thì chúng ta sẽ download về thì chúng ta sẽ giải nén ra và chúng ta sẽ mở Eclipse và chọn vào Workspace chúng ta muốn. Trong khi đợi Eclipse mở lên thì chúng ta sẽ copy đường dẫn của thư mục chúng ta vừa giải nén ra. Chúng ta sẽ import project general project from folder. Trong này chúng ta sẽ bỏ qua diệt virus của Windows. Chúng ta sẽ bật đường dẫn vào đây. Finish. Như vậy là project của chúng ta đã được import vào trong workspace của Eclipse. Chúng ta sẽ mở lên và thêm file đầu tiên, hàm đầu tiên. Chúng ta sẽ new class ở trong package này và tên là homepage. Tất cả các thứ còn lại thì để mặc định. Và trong class mới này thì chúng ta sẽ thêm annotation cho class này. Đấy là annotation REST controller của dependency chúng ta thêm từ trước. Chúng ta sẽ nhấn vào chỗ lỗi này để thêm thư viện. Import web controller của Spring Web. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một hàm mới. Và chúng ta sẽ để public và return về kiểu string. Tên hàm sẽ là xin chào. Chúng ta sẽ đơn giản chỉ trả về đấy là xin chào Việt Nam. Các bạn đợi chút, tôi sẽ bật Việt Key lên để gọi tiếng Việt xin chào Việt Nam ở đây. Như vậy là chúng ta đã gõ xong một hàm đơn giản. Chúng ta sẽ bắt đầu chạy lên. Chúng ta sẽ chọn vào application này và run air Java application lock về lên. Như vậy là chúng ta đã thành công triển khai ở trên Tomcat cổng 8080. Chúng ta sẽ mở Chrome lên và gõ localhost 8080 enter. Lỗi rồi. Lỗi là vì sao? Vì chúng ta chưa map cái request ở trang chủ vào trong cái hàm mới này của chúng ta. Chúng ta sẽ thêm annotation request mapping và chúng ta sẽ cho đường dẫn của nó là trang chủ luôn, và chúng ta sẽ kiểm tra vẫn bị lỗi. Là tại sao? Đơn giản vì chúng ta chưa build lại project. Chúng ta sẽ tắt đi và chạy lại. Rồi, đã chạy xong, chúng ta cùng kiểm tra lại. F5 xin chào Việt Nam hiện ra. Chúng ta đã thành công
nói qua một chút vì sao chúng ta không cần cài Java và vẫn chạy được. Thì trong Java Bbat của chúng ta đã tự động cài Java SE21 Xin chào và hẹn gặp lại.